Vâng, xe ba gác đính tinh trên xe đạp. Và rất lâu rồi em chưa lên một chiếc xe mang thương hiệu của Đức. Thì hôm nay em mới về một chiếc Carbon GTM thương hiệu của Đức đây. Giống như những dòng xe Sapa thì đây cũng là một thương hiệu đến từ nước Đức, một cỗ máy xe tăng của dòng mountain bike, địa hình Carbon mà bên em mới về. Xe còn rất là đẹp và còn mới, trên 95%. Đây có thể thấy một bên em quay gần cho bác xem này. Xe làm từ Carbon bằng phần gốc nhé. Carbon, một thương hiệu GTM đến từ Đức. Các bạn lên trên mạng để gõ chữ xe đạp địa hình GTM và sẽ ra thương hiệu của xe. Xe còn rất là đẹp, trên 95%. Mà có vài bác hỏi hôm nay nhắn tin cho em là dòng xe Carbon địa hình thì hôm nay em đã về rồi đây. Đấy, biểu hiện là chú đại bàng, logo, cánh, xòe đuôi cánh ở trên thân xe đây. Lion GTM Carbon. Có thể đây là một chữ viết tắt của dòng Germany ở Đức. Xe còn rất là đẹp và long lanh nhá. Trên 95%. Các em đi ra từ gần coi các bạn cũng thấy rõ này. Xe có tông màu đen đỏ trắng. Rất là sở tha sport. Tay ấm cao su đúc. Xe được trang bị với 8 tầng líp chính hãng của Shimano. Giảm sóc dầu. Bên dưới phải em là chính hãng của 3 tầng đĩa Shimano chính hãng. Các bác có thể thấy rõ, mình đi ra quay đây. Xe còn rất là đẹp. Và những bác mà hỏi em dòng địa hình Carbon thì hôm nay em về một chiếc đây, mang thương hiệu của Đức, GTM. Lần trước có biểu hiện của chú đại bàng, bác nhìn thấy rõ, đôi cánh đại bàng. Logo của dòng GTM. Phanh dầu, phát thẩm cả phát dầu trong khu vực. Xe được trang bị với cặp Mayer bạc đạn chính hãng Shimano. Nguyên bản tháo xe. Kích thước lốp 26x1.95. Đây các bác có thể thấy rõ ấy, vành và lốp còn rất là mới. Đấy. Mayer bạc đạn chính hãng Shimano các nhá. Đây. Chính hãng của Shimano. Phanh dầu thủy lực. Bên này là phanh đĩa, cục phanh đĩa đây, phanh dầu. Còn rất là mới luôn. Xe tổng thể em đoán trên 95%. Xe được rất là ít đi thôi nhá. Lốp còn gần như là mới nguyên này. Đó, phải thấy rõ. Lốp bề mặt gai rất là nhiều, giúp xe do bám sát mặt đường là tốt hơn. Đây là cũng là một điệu mẫu địa hình sánh ngang với tầm Sapa. Bên em mới về. Tông màu rất là đẹp, tông màu rất là nổi bật. Màu đỏ đen trắng. Cọc yên blue logo. Vẫn là cọc yên hiệu các bác nhá. Cọc yên hiệu rất dày, ngồi rất là êm. Trước đây em có review vài về những dòng xe Carbon bên em cũng có cọc yên hiệu này rồi. Thì đằng sau của nó là em nói lại là nó cái tay lắm khi các bác xách lên. Các bác phải cầm như này. Xách lên. Xách lên xe. Rất là tiện lợi. Hoặc là các bác có thể để đồ những cái thiết bị chuẩn bị trang dùng cho mình ở đây. Mình bó vào mình cầm ở dưới yên yên xe. Ở bên trên này là gì cũng đề là thương hiệu là yên xe, là chuyên cho đi thuê các dòng xe đạp bên nước ngoài mountain bike 0799 trên 30. Tức là được gần được 1 đô trên 30 phút thuê xe đạp. Đây cũng sẽ yên hiệu các nhá. Ngồi rất là êm. Và những dòng xe Carbon bên em về là hầu như dùng những dòng yên hiệu này. Còn rất là mới không nhá. Chưa bị rách rung gì cả. Rất là êm. Carbon màu đen sáng sáng và bóng. Đùi đĩa của Shimano chính hãng.
Đặt đĩa Shimano Antut. Đây đủ đĩa Shimano ấy. Còn rất là mới, các bạn thấy rõ độ mới của xe đây. Đây là những vết bụi bẩn em mới về đâu, mang thể chưa lau chùi qua đâu. Đây là đủ đĩa của xe. Thì bác đánh giá là xe còn rất là mới rồi, trên 95%. Bê đan bằng đá. Củ đề Shimano Aceda chính hãng với bản đó xe. Xe được trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Đây, còn rất là mới các bác nhá. 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Lip và xích còn rất là mới, các bác có thể thấy dũng quay gần cho bác xem đây. Mayer sau cũng là Mayer bạc đạn chính hãng của Shimano. Phanh dầu thủy lực, phanh đĩa. Sử dụng vào lốp can da. Vâng, xe rất là đẹp, mang thương hiệu đến từ Đức, GTM. Các bác thấy rõ ấy, tung màu rất là sport. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip lên. Lip bảo xích còn rất là mới bác nhá, chuẩn trọng rất là mượt mà. Kèm theo bộ cọc Mayer chính hãng, Mayer bạc đạn của Shimano. Rất trơn tru và mượt mà. Xe rất ít là sử dụng, nó mà là xe còn gần như là mới nguyên trên 95%. Bên tầng đĩa đây, xe được trang bị với 3 tầng đĩa. Xuống đĩa, đủ đĩa Shimano chính hãng. Lên đĩa. Vâng, rất mượt mà và trơn tru. Đấy, các bạn thấy rõ. Đây là một mẫu địa hình carbon của thương hiệu Đức GTM bên em mới về. Mà các bác vài hôm trước có hỏi em về thì hôm nay em về hôm trước em có chờ đợi. Và xe giá rất tốt bên em là 7.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp đến đăng ký vào theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.